quý vị, hai thí sinh Ngọc Trâm và Thanh Nhàn cao điểm nhất trong vòng thi thứ nhất, họ sẽ có cơ hội đến với vòng 2. Và bây giờ xin mời Ngọc Trâm có đôi lời tự giới thiệu về mình. Dạ, tôi tên Trần Ngọc Trâm, hiện đang công tác tại trường mầm non 19 quận Bình Thạnh. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục gặp gỡ với thành viên thứ hai, xin mời bạn Thanh Nhàn. Tôi tên là Lê Thị Thanh Nhàn, hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Thưa quý vị và các bạn, hai thí sinh của chúng ta chiến thắng vòng 1, họ đã có cơ hội nhận giải thưởng đủ tiền đi ăn. Đó là giải thưởng cố định 3 triệu đồng. Chỉ cần bấm chuông bàn phím, nhanh lên đèn sáng lên có 3 triệu đồng về ăn thoải mái. Không cần phải suy nghĩ đến những con số, những chiếc cặp. Nếu từ chối giải thưởng cố định 3 triệu đồng, sẽ đi tiếp theo thì sẽ không có cơ hội quay lại để nhận giải thưởng này. Hai bạn chuẩn bị để tay ra phía sau và 5 giây cho sự quyết định giải thưởng cố định. Đèn từ từ tối xuống. 5 giây bắt đầu. Xin mời giải thưởng cố định 3 triệu. 5 giây đã hết, hai thí sinh quyết định đi tiếp. Hai bạn sẽ xem một đề toán hiển thị trên màn hình, sau đó tính nhẩm thật nhanh và bấm bàn phím đèn sáng lên và nói ngay kết quả. Bấm bàn phím mà đèn không sáng nói cũng không được công nhận. Bấm bàn phím mà nói sai thì người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Bấm bàn phím giành quyền ưu tiên mà chần chừ là thua. Người cùng chơi sẽ là người chiến thắng. Chỉ có bấm bàn phím nói đúng là người chiến thắng. Tất cả đã được rõ ràng. Hai thí sinh chúng ta hãy sức bình tĩnh. Và đề thi sẽ được hiển thị ngay sau đây. 18 x 2 cộng 14 bằng mấy? Xin mời bạn Nhàn. 40. Chưa chính xác, 50 mới là đáp án đúng. Chúc mừng bạn Ngọc Trâm. Chào mừng quý vị đang đến với vòng thi đặc biệt của chương trình Đi tìm ẩn số. Thưa quý vị, thí sinh Ngọc Trâm là người may mắn đã bước vào vòng thi đặc biệt. Bạn cho biết cảm tưởng của mình lúc này như thế nào? Vừa trải qua vòng 1 và vòng 2 đầy cam go thử thách. Em thì vòng 1 em cũng bình thường, vòng 2 thì nói chung cũng không đến nỗi nào, nhưng mà đến vòng 3 thì bắt đầu hơi run một tí. Vâng, và vòng thi này như bạn nói, vì nó hồi hộp cam go cho nên cần có người hỗ trợ. Hãy giới thiệu người hỗ trợ cho bạn trong vòng thi này. Dạ, người hỗ trợ cho em hôm nay là ông xã em. Vâng, xin mời anh Quang Trường có đôi lời tự giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Quang Trường, ông xã của Trâm. Tôi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi đến đây để trợ giúp cho Ngọc Trâm. Vâng, hy vọng rằng anh sẽ hỗ trợ hết mình cho bạn Ngọc Trâm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có 26 chiếc cặp, trong đó giá trị của cặp nào thì đều hiển thị trên màn hình, từ 1.000 đồng cho đến 100 triệu đồng. Vấn đề ở chỗ là những giá trị được xếp theo thứ tự. Còn trên thực tế, cặp nào bao nhiêu thì những người mẫu, người dẫn chương trình cũng như khán giả đang theo dõi đều không biết. Chúng ta chỉ biết khi mở đến chiếc cặp cuối cùng ra. Ban đầu thì bạn Ngọc Trâm đã có chọn một vị trí ngồi với chiếc cặp số 3 của mình. Không biết bây giờ bạn sẽ thay đổi hay là giữ lại cặp số 3? Theo em thì em sẽ chọn cặp số 7. Kim Yến, cặp số 7 mang số may mắn đến cho Ngọc Trâm. Chiếc cặp số 7 sẽ được giữ đến cuối cùng. Và xin lưu ý, bạn sẽ có cơ hội bán cho ngân hàng nếu bạn thấy cái giá. Trong vòng này, bạn sẽ có cơ hội mở tuần tự 6 cặp, 5 cặp, 4, 3, 2, 1. Giữa những đợt như thế, ngân hàng sẽ chào mua chiếc cặp số 7 của bạn. Càng mở nhiều cặp nhỏ, ngân hàng chào giá càng cao. Chiến lược của bạn trong vòng thi này như thế nào? Thích phiêu lưu, mạo hiểm hay là tính toán, cẩn thận, chi li? Thì theo em cuộc sống không lúc nào nó cũng suôn sẻ, lúc nào thì có một chút phiêu lưu, một chút mạo hiểm thì cuộc sống nó sẽ thú vị hơn. Hy vọng chiến lược đó sẽ giúp cho chương trình chúng ta hấp dẫn. Hãy dành một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần cho bạn Ngọc Trâm bước vào vòng thi đặc biệt. Ngay sau đây bạn sẽ chọn 6 cặp ra mở đầu tiên. Em xin chọn cặp số 10. Ẩn số của cặp số 10 với giá trị số tiền bên trong là 25.000 đồng. Wow. Xin chúc mừng bạn đã có một khởi đầu tốt đẹp. Tiếp tục còn 5 cặp. Em xin chọn cặp số 23. Giá trị bên trong cặp 23 như thế nào? Chúng ta cùng chờ xem. Đó là con số 7.500 đồng. Wow.
còn 4 cặp. Cặp số 3. Bảo Thi chuẩn bị. Cặp số 3 sẵn sàng. 1.250.000 đồng thôi. Còn 3 cặp. Cặp số 15. Thu Huyền chuẩn bị. 15 đã sẵn sàng. 10.000.000 đồng. Còn 2 cặp. Em xin chọn cặp số 26. Lần này dãy số cuối cùng, cặp 26, bạn Thúy Nga chuẩn bị. Kết quả cặp 26, 2.500 đồng. Còn 1 cặp. Em mở cặp số 1. Mỹ Xuân chuẩn bị. Với kết quả là 100.000.000 đồng. Wow. Đáng ra cần phải giữ lại, nhưng không sao, bạn vẫn còn con số 50 và 25.000.000. Ngân hàng sẽ chào giá ngay sau đây. Ngân hàng Gia Đình chào giá. Hàng chào mua chiếc cặp số 7, giai đoạn này là 1.100.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Chỉ cần 4 cặp nữa thôi, ngân hàng sẽ chào giá. Em xin mở cặp số 6. Xin mời bạn Ngô Phương Thảo. Quả là 50.000 đồng. Còn 3 cặp. Em xin mở cặp số 13. Xin mời Thanh Thúy. Đó là 1.500.000 đồng. Còn 2 cặp. Em xin mở cặp số 14. Phương Ngân chuẩn bị. 10.000 đồng. Còn 1 cặp nữa thôi. Em xin mở cặp số 17. Bảo Vân chuẩn bị. Kết quả của cặp 17 là 4.000.000 đồng thôi. Ngân hàng chào giá. Thưa quý vị, may mắn vừa rồi bạn đã mở những chiếc cặp và trong đó ba giá trị lớn 50, 25 và 15 triệu còn được giữ nguyên. Đó là điều quan trọng để ngân hàng tăng giá cho chiếc cặp số 7. Gia Đình chào mua chiếc cặp số 7, giai đoạn này là 2.300.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Như vậy bạn chỉ cần 3 cặp nữa. Em xin mở cặp số 24. Xin mời bạn Thúy Chi chuẩn bị. Với kết quả cặp 24 có giá trị là 25.000.000 đồng, là giá trị ngay bên cạnh giá trị lớn nhất, giữ lại 50 và 15.000.000. Còn 2 cặp. Em xin mở cặp số 9. Bạn Kim Liên chuẩn bị. Cặp số 9 có giá trị là 50.000.000 đồng. Wow. Thật đáng tiếc thay. Còn 1 cặp nữa, ngân hàng mới chào giá. Em xin mở cặp số 4. Như Ngọc chuẩn bị. $75.000. Ngân hàng Gia Đình chào giá.